quý vị, ngày hôm nay đoàn du ca Nam Cali xin rất vinh dự được vinh danh hai nhân vật đặc biệt quan trọng đối với phong trào du ca Việt Nam nói chung hay đối với đoàn du ca Nam Cali nói riêng. Thưa quý vị, trong suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua, một du ca viên đã đồng hành với chúng tôi trong tất cả những bước đường của đoàn du ca Nam Cali, cho dù là những buổi sinh hoạt ở hội trường hoặc những buổi sinh hoạt ở ngoài trời, trong những dịp hội chợ Tết hay những chuyến du hành mãi xuống San Diego. Tuy đã lớn tuổi nhưng bác lúc nào cũng có mặt, cũng ngồi, cùng hát, cùng vỗ tay với anh chị em đoàn du ca Nam Cali. Thưa quý vị, năm nay bác đã tròn 100 tuổi. Có thể nói đây là du ca viên danh dự lớn tuổi nhất của phong trào du ca Việt Nam. Xin được trân trọng vinh danh nhà văn Doãn Quốc Sĩ, du ca viên danh dự của phong trào du ca Việt Nam. Xin mời bác. Và xin mời huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ. Huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ là chủ tịch của phong trào du ca Việt Nam từ ngày sáng lập. Huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ sẽ trao cho du ca viên danh dự của phong trào tấm bằng tưởng lục ngày hôm nay. Chúng cháu xin cảm ơn bác Doãn Quốc Sĩ và hy vọng là bác sẽ còn tiếp tục cùng với đoàn du ca Nam Cali trong những chương trình kế tới. Lúc nào chúng cháu cũng sẽ nhìn thấy bác ở dưới hàng ghế, vỗ tay, hát theo. Kính thưa quý vị, đoàn du ca Nam Cali thuộc phong trào du ca Việt Nam cũng xin được vinh danh huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ là vị chủ tịch đầu tiên và đương nhiệm của phong trào. Xin chân thành cảm tạ những cống hiến của trưởng cho phong trào du ca từ ngày thành lập năm 1967 đến nay. Xin mời trưởng Thiên Hương. Chúng em xin cảm ơn trưởng Hoàng Ngọc Tuệ đã luôn luôn cho chúng em những lời khuyên và những cái sự hướng dẫn rất là tận tình trong suốt bao nhiêu năm qua. Em thay mặt cho anh chị em đoàn du ca Nam Cali cảm ơn trưởng và cảm ơn bác ạ. Rồi bây giờ thì xin mời trưởng và bác sẽ cùng chúng ta hát chung bài hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Từng ngày qua, cười ngạo nghễ đi trong đau những khôn nguôi.
Đoàn du ca Nam Cali xin chân thành cảm tạ quý vị đã cùng chúng tôi tưởng niệm 47 năm biến cố tháng Tư Đen. Hy vọng rằng tiếng hát tự do của chúng ta sẽ được lan rộng và vang lên khắp nơi. Xin cảm ơn các ca nhạc sĩ đã nhiệt tình đóng góp trong chương trình này. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình du ca sắp tới.